Alo bà con cô bác, ngày hôm nay em về tiêm lô mai, lớn nhỏ cũng có. Mai mini cũng có được vài cây, hôm nay lên trước cây này. Lớn, nó lớn thì nó cũng không lớn mấy, nó cũng vừa vừa mà được cái nồi đế nè. Một hôm, cây này sao mà cắt nó như này lên, nó nhìn da nó đen quá mà cây này cái mới nè. Một hôm đế nè, em quay trước nha. Cây này dạng như thú thú mà cái cọng rễ của nó là bằng tay, bằng tay em không. Lên trước cây này là cây số 1. Không quên, ngày hôm nay là ngày yêu tao quên rồi. Ngày hôm nay là ngày 23 tháng 10 2019. Em lên lô mai mới ha, không bà con cô bác mình hỏi tiếp em. Hoành trước cây này là 30. Ngang của đế 35. Cũ đó đo ở đây là 52. Hoành đế nè. Đất mẹ không biết dày không. À, 150 á. Hết cộng không dây. Chiều cao của nó là, chiều cao là 44. Cây này là cây số 1. Cây số 1 này em giao luôn giá 6,3 triệu. Cây số 1 giao luôn giá 6,3 triệu. Cây này nhìn nồi đế nó khủng lắm khủng luôn. Nói chung là mua cho em mai này, mua đế chứ không phải là mua cái thân này kia. Anh em về thiện chí mua thì cứ alo em giảm giá nè, không có không cũng bớt. Ghép này kia thì bậy bạ cũng được, chơi cũng được. Nồi đế ha. Cái đất cái cây này nó sao, xong cái em thẩm mỹ lên em lấy đất thấy cái chét lên nè, nó mới khô nó nứt rồi hai cái. Rồi em lên giờ tiếp lên cây số 2 tập gì. Em tiếp lên cây này, cây số 2, cây này là cây mai sù. Giảo diên luôn á, sù mà nó giảo diên luôn, giảo nó gai gì không biết, chỉ biết giảo diên thôi. Cây này em bao bông, cây này cây sù. Gần gần lại đây nhiều bao nhiêu. Quay em nè. Sù nha, sù lên, cái nào sù em nói sù à. Cây này em không chào luôn. Lên lên trên này coi quay nè, sù nè. Đó, sù. Rồi để gai gai xả xíu. Quanh cái này là quanh nè. Hoành cái này là hoành 26. Củ đế nha, ngang ngang củ đế nha. 45. Chiều cao là 54. Cây này là cây giảo diên sù. Em giao luôn giá 3,5 triệu. Chân chi cành tứ diện luôn nha. Đế củ đế bỏ đều bốn mặt luôn nha. Về nhà anh em khỏi ghét gì hết trơn á. Chỉ cần alo em cái là có ngay có cây mai sù giảo lá gai. Em ship tận đầu vườn luôn 3,5 triệu, mong bà con cô bác ủng hộ tiếp em nha. Cây là cây số 2, giờ em tiếp lên cây số 3. Rồi em tiếp lên cây số 3 bà con cô bác ơi, cây này là cây đế gì, nói chung đế đẹp dữ lắm luôn, một thân một cốt bằng. Cây này thân một cốt chi cành tống tứ diện luôn, em bắt cái đọt luôn rất là đẹp luôn. Bà con về cô bác, cây này em không có bao không nha. Về nhà ghét hay gì cũng được, da cây cũng phải già lắm rồi. Nhìn cái hoành nhỏ này thôi, thật sự cây này nó mười mấy năm tuổi rồi đó. Cây này nó rất là già. Kênh của em là Mai Vàng Miền Nam. Em mong bà con cô bác thân nhớ đăng ký ủng hộ tiếp cái kênh của em nha. Không cần mua gì vô sẵn thà đi vui với em, tắt em nó cũng xà mà. Quanh này còn 21. Chiều cao của nó là 62. Ừ quên, lên cái đọt 65 luôn nha. Đế bỏ đều 4 mặt. Cái này nè, này ngày xưa nó một cái vết cành. Có cái ông nội chủ nhà nó chặt cái này nè. Không biết đục, ông quê chim chủ nhà thiệt chứ. Rồi sau đó về nhà em đục cái này lại, em check cái đen vô, nó không phải B1 nha. Tại chỗ này nó dồ quá, em đục lại. Đang liền thẹo này kia hết trơn rồi. Có báo hoành cho ta. Rồi đó hoành, rồi cái cũ hoành nè. Hoành đế cái này là 85. Cái này đẹp như bà con cô bác. Đế cũng sổ bỏ đều bốn mặt luôn. Nè bây giờ em coi cho bà con cô bác coi ha. Cái này nó bự nhỏ thế nào ha. Cái bầu của nó bề ngang 36 là mình tưởng tượng được cái cây mai nó bự như thế nào, nhỏ như thế nào. Nó số điện thoại em là 0912256200. Cây này em giao lưu giá 3 triệu. Em giao lưu 3,5 triệu, giữ độ 3,7 triệu. Hai em số cà ri nha. 3,5 triệu, cây số 3. 3,5 triệu luôn, hai cây là 3,5 triệu luôn nha. Ai thiện chí cái cặp này, cặp số 2, số 3 rồi đó, alo em cái luôn nha. Cây này nó có cái đuôi luôn nè, vừa thú thú, lai lai, ngày xưa chủ nhà này. Chồng chắc bà vợ bà ga bà đạp, xong nó xẹp xẹp, có cái đuôi gì nè. Số điện thoại em là 0912256200, cảm ơn bà con cô bác ủng hộ giúp em nha. Cảm ơn bà con, dành tiếp lên cái số 4.
Bây giờ em lên tiếp cây này, cây số 4 nha, cây này cây đáy sổ đến đâu. Một nồi nó và hiểm khẩu hơn nó nữa, đôi khi đưa cái nó đưa cái nồi cơm điện vô nó không lại cái nồi đế này nữa. Cây này hàng bao đẹp luôn nha bà con. Quanh nhỏ, nhỏ nhưng mà cái nồi đế cực kỳ đẹp luôn. Tự nhiên đưa cái đất đang vô, sụp nước vô, nó nứt chi biết nữa trời. Cây này hàng bao đẹp cái bà con có bác, quanh hơi nhỏ thôi. Quanh trăm năm mấy, trời ơi đo lộn 7-3 đây. Hoành 27, chiều cao của nó là 51, bonsai không chữ C, đẹp cực kỳ, bắt cái đọt lên, bắt đọt cây cành gì đó luôn, sao không biết, nhìn cái hoành đế của nó là biết cái này nó đẹp như thế nào. Hoành đế của nó thiếu 2 phân nữa, nó xuống 1m2. Xe tải nhà em đây không biết sao, đi nhiều quá, quay nó không sùm gì đất nha. Cái củ đế này 1m2. Củ đế này 1m2 nha. Hàng này hàng bao đẹp cho bà con. Bông cái này em bao bông cái này nha. Về nhà không cần ghét gì hết. Cái này cây số 4 bốn giao luôn, cái này 6 triệu. Ông qua năm 5.7 to to đều. Đây là cây số 4 5.7. Quay vòng bà con coi nè, cực đẹp. Nọ đế cực đẹp luôn, mỗi tội tiếc cái mùi chim không có chim cạch. Nhớ đăng ký ủng hộ tiếp với kênh của em nha bà con quá. Rồi giờ em tiếp lên cây số 5. Giờ em lên tiếp cây này là cây số 5. Cây này cây đế nôm, đế sổ, đế kiểu gì đó. Cây này em cắt cây bài ra ha, cành 1, cành 2, cành 3. Cây này đế nôm. Cái củ nó cũng hơi bự lắm, nó thiếu có cộng kẽ một bên mặt hậu nha. Không sao hết nha bà con quá. Cây này nó bữa em làm cái bầu nó hơi nghiêng, bởi vì em làm lại cho nó lại cái hàng này bao khỏe mạnh này kia trơn đầy đủ cho em mới xịt nước vô rồi cho nó mát, tại vì con coi ra lúc nào thì ở nhà xịt nước à. Cây này quành nó hơi lớn chút xíu nha bà con, quành 41 không là sai, không là sai, quành 41-42 luôn á, chiều cao 70 em đo đây cái ha. Đo cây nó là 80. Quanh đế nè 130. Quanh đế 1m3. Cây này là cây số 5. Số 5 cái nôm. Cây này em giao luôn giá 5.200. Em bao ship tận gốc, hãy giờ cây nào em cũng bao ship hết trơn. 5.200. Lô mini là ngày mốt em mới về nữa hay bà con có bác. Bữa giờ em có hứa với mấy anh em đó, lô ngày em qua anh kia bắn nhanh quá. Bởi vậy còn lại những cái cây mai lớn rồi thơm lên chỗ nha, cho xong luôn. Đó giá em còn thương lượng chút đỉnh chút đỉnh cho bà con. Bà con cô bác nhớ ủng hộ tiếp với kênh của em nha, Mai Vàng Miền Nam. Nhớ đăng ký kênh của em. Rất mong được sự ủng hộ của bà con cô bác. Em tên Tài, phải em ở Tân Hiệp Kiên Giang. Cây này thì nói chung khá cây luôn nha bà con. Em cắt lên, dựng cái đọt lên rất là đẹp. À, rồi nãy giờ em lên coi như được 5 cây có nên em lên tiếp rồi nói gì cậu bạn biết nữa. Có gì mong bà con cô bác ủng hộ tiếp em. Ngày hôm nay là ngày 23 tháng 10 2019. Cảm ơn bà con cô bác nãy giờ đã xem clip của em nha.